Alo, đại gia đình heo thân yêu của Hưng. Như mọi năm thôi, nhất là những ngày cuối năm thế này nè, là Hưng có rất là nhiều những kế hoạch bận rộn lắm luôn á. Nhiều lắm, từ công việc nghề nghiệp tới xã hội tới chăm lo đời sống gia đình thôi các kiểu. Nhưng có một việc mà Hưng không thể nào bỏ qua và rất rất hào hứng, đó là việc đến viếng thăm và hát cho các phạm nhân ở các trại giam để nghe. Năm nay cũng vậy, nhưng nó khác biệt rất rất nhiều. Có một điều vô cùng thú vị và tôi tin chắc chắn là nó sẽ chạm được tới tim của nhiều người nhanh lắm. Nếu muốn biết, hãy đón xem tập tiếp theo này của Hưng. Còn bây giờ sẽ theo chân Hưng đến trại giam trước. Ok. Mặt cho ban giám thị, hội đồng cán bộ và toàn thể các anh chị phạm nhân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các văn nghệ sĩ của thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đây biểu diễn để phục vụ cho chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa thì đề nghị là chúng ta cho một tràng vỗ tay thật là lớn để cảm ơn các văn nghệ sĩ. Ra ngoài coi, dạ. Ra ngoài ngồi coi. Đây, mời các bạn có tâm sự gì có chuyện gì buồn hả? Mời các bạn nghe. Em ở đây bao lâu? Một năm mấy? Mấy rồi? Có quen là bao nhiêu? Thân. Gốc người em ở đâu? Em ở Long An, chính Hưng Long An. Ngay Long An này luôn? Dạ, Quyền Vĩnh Hưng. Chồng em bị bắt, anh ruột em thì bị tử hình với Long An. Con em nhà ba em nuôi mà. Nhưng mà lúc giờ em lên đây ba lên được có một lần, nhưng mà không biết bên ngoài sao. Nhà khó khăn, lúc em đi thì giúp em đi. Lúc em đi thì nén thì mẹ em mất. Em vừa mất xong, chưa đó mừng tận 49 ngày nữa là em đi. Vì còn ba thôi, ba nuôi. Ba nuôi tới ba đứa mà nuôi không nổi, cho hết hai đứa rồi. Hai đứa con của anh em ở Hằng bị tử hình đó. Mà cho bên dì em nuôi giùm hai đứa, còn con của em ba em giữ lại. Em có được gặp con không? Nhớ. Nhớ lắm mà, vì sao? Ba em lên tại đường sáng thì đông lắm. Ba em với nhóc đi không được. Từ nhà em tới đây không bao xa lắm. Bao lâu? Từ nhà em lên đây 2 tiếng. 2 tiếng hả? Từ đó giờ có gặp lại con lần nào chưa? Chưa. Chưa lần nào luôn hả? Lúc đi giờ đó hả? Trời ơi. Nhưng hôm trước em có gửi thư qua cho chồng em có gửi hình. Hình của con em lúc ở ngoài em đi thăm chồng em gửi hình vô, chồng em gửi hình qua cho em coi. Mẹ. Em có điện thoại về, ở đây cho điện thoại về, ba nói là ba không có tiền. Điện thoại. Không có tiền lên thăm á hả? Dạ. Nhà em ở đâu lận, có địa chỉ không? Dạ có, ấp Chiến Thắng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Ở chỗ ba em đang ở đó hả? Dạ. Rồi ông gì? Ngô Minh Quen. Bạn bè rồi anh em, chị em sao? Người ta bị bắt hết. Còn em là không có xử xong luôn nữa hả? Em ở quê em buôn lậu nhiều lắm nên lúc đó khổ quá em cũng nhận em làm. Em làm xong rồi là em về em chưa có bầu. Xong rồi em về mấy tháng sau mới có bầu. Có bầu xong rồi PC trên phố mới xuống mời em lên đưa bằng chứng, đưa hình ảnh của mấy người làm chung với em bị bắt cho em coi. Rồi lúc em nhìn thấy hết, người ta bị bắt hết. Rồi, người ta chỉ nói, người ta cũng nói đã hết luôn là mình đi làm lúc đó. Gật đầu em nhận xong, người ta cho em về sinh con. Sinh con xong 2 tuổi, con em 2 tuổi, em mới đây á, em
bình yên em. Anh em mỗi tháng em được điện thoại về nhà 2 lần, nhưng mà lần nào điện thoại điện thoại cũng ăn thua. Để đi gặp đường nó ở nhà khổ, ba không có tiền nhờ sao. Ba nói em ba lên tầm mà không lẽ ba đi không có tiền cho mình thì sao đi, đi lên đây không có gì cho con. Con em nhà em sợ nó không có sữa uống. Ở trên này họ cho gặp dễ dàng gặp không? Đăng ký nha. Ba lên là được gặp. Ba không có lên, ba không có điều kiện đi lên gặp. Ba lên là bắt gặp được. Em cũng muốn gặp con em lắm. Em chỉ cần gặp con em thôi. Trong đây khó khăn cả nào cũng chịu được. Sau đây là hát một bài hát rất quen thuộc của tụi mình. Bài này như là ai cũng muốn nghe hết. Thì bài này muốn tặng đến các bộ ở đây, các sếp ở đây, các bộ này cũng như các em và các anh, tất cả mọi người đi, những người không về được với gia đình. Rồi, có khúc một hương, xuân này không có về. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ năm nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái trăng nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái trăng nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đang trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ mang về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sớm diện, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuống này vắng nhà. Cảm ơn các cán bộ, cảm ơn các lãnh đạo. Cảm ơn, chúc mọi người một năm thật nhiều sức khỏe. Mong về với gia đình. I love you. Rồi, tới rồi, ông ngoại xuống đây. Ok. Ok, thế thật ra, rồi. Oh yes. Ok, mình làm bất ngờ cho mẹ nha. Ok, đi vô đây. Không biết mình lên đâu, không biết con chở ông ngoại lên đây đâu. Coi như làm thuê thôi. Trước đây thì bà xã tôi bệnh rồi chết, cho nên là rồi dồn dập tới. Bây giờ chưa có ai.
biết nó làm gì rồi, tôi thấy cháu mặt sống thôi chứ. Trước đây gia đình đâu có thương gia đình cha mẹ cũng làm việc không mà. Tôi trước cũng bộ đội, giờ cũng làm công tác rồi, cơ quan nhà nước. Mà đứa con anh mấy đứa con gần nó hồi lúc nó đi á thì nó còn hỏi còn sao này nó vơi đi nó không không nhắc nữa. Hôm nay thì ở dưới quần nó có thông tin nó điện gọi về luôn, nó ba thằng con mà thiệt là hoàn cảnh đi đáng lẽ đi thăm thì phải có tiền hay gì cho con. Nuôi cháu ở đây gần chừng ổng có bữa khi ổng bị thần kinh đó, hai ba ngày ổng tắm cho cháu luôn á. Thấy hai ba thằng cháu cũng cười thương lắm. Ở sớm người ta thương á, tại người ta cũng lâu lâu gom tiền mua mì tôm cho cháu này, cho ổng cháu cho gạo đồ này kia vậy đó. Ổng cũng có bệnh tâm thần đó, lâu lâu có kiểu lại trong mình ổng lên cơn, ổng la mình ổng bên đây ổng hét. Rồi qua mới hỏi cậu sao kia ổng thấy ổng lắc lắc cái đầu vậy là biết ổng tâm thần rồi. Cô bệnh không có gì, cô cho nấy vậy đó, cô khỏi đi chùa, cô nói ai cô cũng khá gì mà cô cũng khỏe chút đó, cũng đỡ hơn ổng bệnh cô làm gì được đó. Cái mì tôm cái con mấy thịt tôm có bán à, được hình như có thì người ta cho tiền thiện mới muốn bán đi nè. Chắc là bất ngờ lắm. Một xíu nha. Nhưng mà ông ngoại, nhưng mà ông ngoại phải trốn nha. Ông ngoại phải trốn bên chút xíu nha. Để con gặp riêng nó xong. Đó cho nó hết hồn nha. Mở cửa ngoại vô nha. Đi nha. Ok sẽ ngoại trốn góc này đi con này. Nha. Đi. Ok qua bất ngờ cho em đâu đi. Để con vô đây gặp. Biết tại sao anh quay trở lại không? Có đoán được không? Em không nghĩ anh quay lại với em. Vậy hả? Dạ. Mấy anh cán bộ này cũng có nói trường hợp cô bé này cũng rất đáng thương. Thôi Hưng giúp được gì giúp. Chắc là phải qua Tết anh mới xuống thăm. Dạ, em dạ em được. Ba già lớn tuổi vậy. Lớn cỡ nào? 60 tuổi, năm 1958. Ông này cỡ bao nhiêu không? Xin cho mây che đổ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi, một góc này chỉ biết dòng trời, xin cho tôi yên phận này thôi. Em cảm ơn anh. Anh đâu cần cái gì của em đâu. Anh đừng cho em vậy, em cũng không cần. Em cần con em là được rồi. Anh thì chỉ có thể làm được gì vậy cho em thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em vui không? Dạ vui, nhớ con em lắm. Trong đây có khăn cái nào cũng sống được. Gặp anh thì nếu vậy anh ôm con chơi với con đi nha. Với ba kìa. Ba tỉnh với con. Mẹ nó ớt quá anh. Mẹ đem này về với thăm anh đi. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Cảm ơn chiều mây âm thầm quên trôi, làm cơn mưa giăng lối nhỏ em về. Ok nè, cái này tặng riêng cho ông ngoại của Hưng, của con tặng riêng cho ông ngoại nha. Ông ngoại lo cho cháu rồi để dành lâu cái tiền xe tiền đồ đấy thăm. Còn cái này cho tặng riêng em, ở trong này để em sinh hoạt nha. Cảm ơn. Cái này đó để có duyên đó. Cảm ơn. Thực sự là nhờ cán bộ đó, cái lời cảm ơn cao nhất là em phải cải tạo tốt thôi. Vậy đi nha. Cảm ơn. Rồi rồi, chúc em sức khỏe nha. Ok rồi, chào ông ngoại, cảm ơn em nhé. Vậy là cuộc đoàn tụ của gia đình phạm nhân Cẩm Vân đã diễn ra rất xúc động tại trại giam Long Hòa. Hy vọng với sự góp sức cho nhỏ của Hưng, Vân sẽ vững niềm tin và tiếp tục cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Ở tập tiếp theo, hãy cùng Hưng đến với những câu chuyện đầy cảm xúc khác chỉ có trên kênh YouTube của Đàm Minh Hưng.